khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên bấm like để video này được 10.000 like để cho mình có thêm động lực làm video mới cho các bạn xem nha. Cảm ơn. Hi, và thầy chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với channel của thầy. Ba, và em cũng chào mừng thầy cô đã đến với channel của em. Channel mang tên Napoleon Bánh Cầu Lông An Tiền và Tình Yêu Vĩnh Cửu. Trời ơi, hôm nay thầy dẫn người yêu của thầy công khai cho tụi em biết luôn đó hả? Tụi em nghi ngờ lâu lắm rồi. Vậy mà lúc nào thầy cũng chối hết trơn á. À, tình yêu cũng đẹp hả mày? Nhưng mà miệng hơi thúi á. Thúi quá luôn. Hồi nãy giờ mấy em đang nói cái vụ gì vậy? Sao thầy không biết gì trơn vậy? Ôi thầy đừng có giả bộ không biết vòng quanh cái con chim xanh nữa. Thầy nhìn sau lưng thầy kìa. Dẫn người yêu đi chơi vậy mà. Ôi trời ơi, làm gì mà thầy bị tiêu chảy quay với thầy. Em nhớ là em nói với thầy con soccer hết thời rồi. Thời của em đây nè. Ôi trời ơi, tụi em bị lộn thầy ơi, bị lộn rồi. Tưởng đâu mấy đứa biến thành anh da đen chứ. Được rồi, em biến lại cho thầy xem. Ôi, quái vật đầu cua là quái vật đầu lo. Thầy mới bị hồn một cái mà thầy đáy ra quần luôn kìa tụi bay ơi. Ê mà con SCP này có thật không mày? Chắc là chỉ có giả thôi. Ôi chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ôi hello mèo. Cái con ngu ngốc này à, Trần Đức Mèo hả mày? Hôm nay mày tới số với tao rồi con mèo ngu ngốc. Mình làm bánh trái tim tặng cho anh yêu. À, chụp cho anh xem hai. Đó, anh yêu em mới làm bánh trái tim. Ok baby, xíu nữa anh qua đây ăn bánh nhé. Ôi thầy ơi, cái tiếng hồi nãy cái thầy ơi. Ủa đâu đây vậy? Em tưởng vô đây là hết cái tiếng đó rồi chứ. Thầy cũng không biết nữa, nhưng mà em đi theo âm thanh đó là em sẽ chết đó. Thầy ơi, có cách nào đi tiêu diệt nó không thầy? Chỉ còn một cách này duy nhất thôi, là sử dụng con mèo. Con mèo? Đúng vậy, con mèo này. Mày chửi thầy cho hắn mày liền á. Ôi công nhận là con mèo của thầy nó trị SCP ghê thiệt luôn á thầy ơi. Việt Nam mình quý hiếm lắm mới có được con mèo này đó, nước ngoài không có đâu. Vậy con mèo này nó được nhân giống đúng không thầy? Nhân giống thì để mình em nuôi thôi, chứ bà cô bá đá con mèo méo mèo của bà ra ngoài rồi. Một con thôi mà chịu không nổi á, nhiều con là tao tạm biệt trái đất rồi, tôi về sao quả tìm bồ tôi đây luôn á. Wow, thầy ơi nguyên cái bàn cứt luôn, nguyên cái bàn bắt mất luôn rồi thầy. Trời ơi, trái tim chi dứt gì tùm lum hết trơn luôn. Ôi đúng là cô là một người rất là thời trang và phong cách. Cô biết thầy rất là thích màu đỏ vì mỗi khi thầy tức giận lên thì chiếc cúc thầy đỏ như vậy. Không thể tin vào giây phút ấy, không ngờ đến ngày ê, thầy cái thằng này sao mày lại vô trong nhà của tao lấy cái bông bóng này hả? Tới số rồi, đi cút khỏi nhà của cô để cô cua tay. Thầy ơi, chính thức hôm nay là cái bà cô mình mới làm cái buổi tiệc để yêu ông đó luôn, chứ không cần phải bỏ bùa yêu ông đó nữa thầy. Người ta nhắn tin toàn là love you, I love you gì đâu không mà thầy, còn trái tim nữa. Người ta lãng mạn, người ta gửi trái tim, còn thầy gửi trái dứng không mà lãng xẹt. Thầy có một danh hiệu mới là chúa tể của những chiếc sừng, và hôm nay em sẽ trả thù cho thầy. Lại là mày vô nhà tao nữa. Ui trời ơi, người sao lại bị chơi vậy? Mặt của tao hả, cái thằng nhóc kia. Mình bị chơi. Người ta nói thầy dấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó. Ui trời ơi cô ơi à, cô ơi từ cô ơi, có gì đâu vội chứ cô ơi, tình yêu mà ai biết được. Là mấy cái đứa ganh con này sao thích vô nhà tôi quá vậy? Tôi đâu có thích thầy của mấy em nữa đâu. Cảnh cáo với mấy đứa, đây là lần cuối mấy đứa vô nhà cô nha. Nếu mà mấy đứa cứ tiếp tục vô nhà của cô thì cô sẽ búng nát chân cút của thầy mấy đứa đó. Bu em ra cô ơi. Đâu có cần giận tình yêu mà quýnh vô chiếc cúc của tao như vậy đó hả? Kể ra thì câu chuyện tình yêu của thầy và cô cũng đã gắn bó với nhau gần mười mấy hai chục tập rồi. Vậy mà thầy là một người vô tâm, không yêu, rồi xong bỏ khóa cửa luôn rồi. Thầy phải mở lòng ra để yêu người ta một chút thôi chứ. Nếu mà hai người hợp với nhau thì thầy dẫn cô về thế giới Minecraft, và sau đó hai người sinh sản trở thành nguyên một cái làng và một cái thành phố chiếc cúc. Lúc đó thầy sẽ không có đối thủ luôn. Ê, chơi thọc bây giờ, mày chơi thọc bây giờ đi. Ủa cái này chơi làm sao? Khó chơi không? Tao thấy người ta thọt vậy nè. Rồi trái này nó đụng qua trái này. Rồi trái này nó đụng vô cái này. Rồi sau đó nó lọt vô cái lỗ này. Rồi cái thằng kia nó quýnh cái thằng này bằng cái cây này. Xong thằng kia chết luôn. Vô lý nhưng mà rất thiết thực. Tại vì nó quýnh xong hồi nó quýnh nhau luôn. Tại cái này hồi nhỏ tao có chơi nè mày. Bên này nữa nó mấy cái trò chơi này nè, bỏ thẻ vô chơi nè. Trời ơi, cô là giáo viên mà cô tổ chức những cái trò chơi trái phép cho trẻ em chơi vậy nè. Thấy ghê không? Thấy ghê không?
Chứ em thấy cái mặt cô trên cái bức hình này là em thấy ghê rồi đó. Em không dám cho đi chơi luôn á. Má ơi. Trời, thầy không biết gì nha, thầy chỉ đi theo mấy đứa thôi. Nè, cô đã vẽ trước tương lai ngôi nhà mộng mơ cùng thầy xây dựng tổ ấm ở đây nè thầy. Hai cái cây này sẽ là chỗ ngủ của thầy. Mỗi khi cô tức giận lên là cô đá thầy văng lên cái cây. Còn đây là bức ảnh lúc cô còn ốm, cô đi đá banh. Đó, thấy thầy thấy ghê không? Mà thời đó làm gì có trái banh, đá bằng trái nho. Chừng nào trái nho bể nghỉ. Tao nghe Unkeatable Gamer nói vậy đó. Tấm thiệp mờ trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Lại một đám nữa ở trong làng, ngò tình bỗng nhân thấy hoang mang. Rồi ngày đó gồm ghen khắp dung, anh cho ngay tới và chè đi cùng. Nhiều ngày hán giờ này tương phùng, mà lòng thầy cay cay cay. Cái đầu em á chứ cay gì bi. Ồ cái bàn này thật là ngọt ngào nè thầy ơi. Trời ơi có sô-cô-la nè, sô-cô-la ăn bằng muỗng với bằng nĩa nè. Ồ quá trời luôn, bông hồng được rải ra trên bàn luôn. Ủa mà sao hai người mà đãi nhiều quá vậy? Được rồi, em sẽ giúp cô trang điểm cái bàn này. Đó, trang trí cho đẹp cái bàn này hôm nay. Dù cô và thầy không thành đôi với nhau nhưng em vẫn yêu mến cô giống như là những ngày đầu tiên. Đó, thầy nói dù có phải trả giá thầy cũng xin chấp nhận trả giá. Thầy ở giá chứ không lấy cô về làm vợ. Ơi trời đất ơi, sao mấy đứa thích nhây quá vậy? Cô Alice mà coi được mấy clip này chắc bao quánh ta sọc máu luôn á. Ủa quánh thầy chứ quánh em đâu em sợ. Rồi bây giờ mọi người tập trung im lặng đem trang trí cái bàn này cho nó đẹp coi. Đó, tặng mọi người cái bẫy chuột. Rồi tiếp theo sẽ là một cái bẫy chuột ở bên này. Đó. Rồi cưa. Đó đây cưa sô-cô-la hình cái chó ra. Đây chìa khóa mở cửa trái tim. Rồi này giờ mở không được lấy cái này chọt vô. Trời ơi mình lỡ gặp nhau trên đoạn đường này. Thầy phải tự hào vì có một đám học sinh luôn biết trang trí tiệc cho người khác. Đó thầy có buồn thì thầy nói cho tụi em biết nha. Đó, hôm nay là ngày linh đình của cô nên tụi em sẽ trang trí thật là lộng lẫy. Khách mời đến đám cưới này sẽ được ăn bẫy chuột, ăn búa, ăn kéo, ăn cưa. Nhưng mà thầy phải biết kiềm nén cảm xúc nha, đừng có cho người ta ăn đấm á. Kỳ lắm á thầy ơi. Không có vụ đó đâu nghe, quên đi cưng. Bẫy chuột để kiểu này không ai để được đâu thầy. Đó, phải kỹ thuật lắm mới để được giống em á, ghê chưa. Đây, lấy nước chấm cho mọi người. Wasabi, wisaba đây. Rồi, tiếp theo sẽ là cốc nước dành cho cô dâu. Bên này là tương cà dành cho chú rể. Rồi, bây giờ tới những cái món tráng miệng nữa đây. Món xà beng nè. Rồi, bẫy chuột, tiếp tục bẫy chuột. Hôm nay em quy tụ hết tất cả bẫy chuột trong nhà vô cái đám này luôn. Đó, quá linh đình. Rồi, bên chú rể còn thiếu một ly cứt mèo. Đây, đó, bây giờ em xịt cái này lên cái dĩa. Ai muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thụm vô họng cho nó ăn. Đó, chai này em ăn này lấy nha. Thầy phải nhớ trong đầu rằng là rửa tay trước khi đi vệ sinh và sau khi ăn. Đó, xịt cái này vô cho khách ăn. Ê, tính ra rửa tay trước khi đi vệ sinh và sau khi ăn nó không có tác dụng gì luôn á. Thì mày có rửa là được rồi, hiểu không? À, cũng phức tạp quá ha. Khách mời đến dự tiệc nhớ mang theo tiền. Không mang theo tiền thì biết đám người ta đãi linh đình như vậy rồi. Tên đãi kéo rồi đãi búa đồ. Không đi tiền người ta thì kỳ lắm đúng không? Đó. Trời ơi cái bàn tiệc nó hình soạn rồi thầy. Em đem cái bình xăng này vô để cho người ta ăn bò né nè thầy. Bật bếp lên cái đổ xăng vô là cháy nhà luôn. Cô em nói chơi với từ từ cô. Đứng lại chưa cái thằng kia đứng lại. Cô phải thật là đàng hoàng và an toàn. Đây xăng để ăn bò né nè. Đó quá trời quá đất luôn. Món gì cũng có hết trơn thầy ơi. Rồi giờ có thêm cái món kìm nữa nè. Nữa ăn xong bé răng luôn. Bắt thang lên hỏi ông trời, thầy yêu cô giáo có rời được không? Đó, ấy. Rồi bây giờ là món quan trọng nhất, thang hầm thuốc bắc. Đó, dành cho khách nào muốn ăn. Ủa, thôi, trong nhà này lần nào cũng mất cái thang hết trơn á thầy ơi. Ủa, bay khách sắp tới rồi kìa bay ơi. Hình như là cô mời 500 anh em của cô luôn thì phải á. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề nhau bay kẹo hồ lô đây. Cái thằng nhóc mày lại vô nhà của tao nữa hả? Thằng nhóc kia, ui trời ơi, cái bộ đồ mới của tôi. Chạy để bu quýnh tao thấy má tao luôn. Ôi khách đến rồi tụi bay ơi, khách đến kìa, đón khách thôi. Ôi khách tới thầy ơi, khách tới thầy ơi. Đâu rồi? Xin chào, hình như có ai đó mời tôi đi đến đây để ăn đám cưới. Tôi bận bộ đồ thế này mọi người có thấy tôi đã đẹp chưa hả? Mèo 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 ye ye ye. Phát vô. Trời đất ơi khách khứa gì kỳ vậy thầy. Dòng họ hai bên nội ngoại thấy con mẹ này chạy mất tiêu luôn ở đó ăn gì.
đám cưới là em phải tạo một cái sự bất ngờ đó thầy. Đó, bây giờ em đổ cái gel này lên, em sẽ làm một cái bánh giả kế bên cái bánh thiệt, để cho cái bánh thiệt nó giống như cái bánh giả, cái bánh giả giống như cái bánh thiệt. Sau khi cô cắt cái bánh giả thì cái bánh thiệt nó không phải là cái bánh giả, nên cái bánh giả nó nổ, cái bánh thiệt nó không có nổ. Đó, bây giờ em sẽ không, bây giờ làm cái gì nữa ta? À, bây giờ chắc cái chén cứt cô lộn cái chén sô cô la này lên. Trời ơi, miệng mở ra là gì không có nở chén sô cô la lên, quá đẹp á thầy ơi. Rồi bây giờ rắc cái này lên cho nó giống nữa là được. À, đó, đẹp đó, giọt thầy ơi. Xin giới thiệu với bà con cô bác dòng họ nội ngoại hai bên, anh Tèo này là người yêu của tôi, bây giờ sẽ là trở thành chú rể của tôi trong ngày hôm nay. À, xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tèo và tôi là người yêu của cô giáo Thảo. Và hôm nay tôi sẽ trở thành chú rể và cô giáo Thảo sẽ trở thành cô dâu 100 tuổi. Cả gì tôi nhai đầu ông bây giờ nè. Ủa lộn, là cô dâu 8 tuổi. Và sau đây là nghi thức cắt bánh để trở thành người yêu và vợ chồng của nhau mãi mãi. Anh cắt bánh này. Ui. Thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng người trong làng. Ngọ trời đồng dự theo hoàng màng, rồi ngày cưới lộn ràng khắp vùng. Ai biết cho ngay tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ ngày cưới cùng mà lòng cây cây cây. Giờ cô đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nghe tung té hành niên hoài ca. Nhớ nhấn like và subscribe nha, không là thầy bún trứng cút chết đó.